Chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Coffee and Gossip 8 chút chơi. Tôi là Bo Nguyễn, là host cũng là đồng hành cùng các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là cái team giới trẻ đang sinh sống và làm việc tại Vancouver. Chúng tôi muốn xây dựng và tạo ra nhiều cái chương trình hoạt động. Thì podcast Coffee and Gossip là một cái chương trình để giúp kết nối cũng như là giao lưu cùng với cộng đồng người Việt của chúng ta tại Canada. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ mình giới thiệu đến các bạn Quỳnh. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh Bộ Nguyễn cũng như các bạn đang xem podcast Coffee and Gossip 8 chút chơi. Cảm ơn Quỳnh đã nhận lời mời và đến giao lưu trong các chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thì trước khi mà các bạn biết Quỳnh qua những câu chuyện mà cô ấy chia sẻ nhiều hơn á, thì anh có một cái câu hỏi dành cho Quỳnh. Quỳnh có yêu âm nhạc không? Em khá là yêu âm nhạc. Ok, thì anh có một cái câu hỏi như thế này. Em có thể chia sẻ cho khán giả được biết là cái thể loại âm nhạc nào em thích và lý do vì sao? Thể loại âm nhạc em yêu thích nhất chắc là ballad. Ballad. Em thích những cái bản ballad mà buồn buồn ấy. Tại vì chắc là cũng do tính cách em khá là nhẹ nhàng. Và em không thích kiểu nhạc mà nó như kiểu remix hoặc là hip hop thì em không thích. Em thích nhạc nhẹ nhàng nhiều hơn. Dạ, chắc chắn rồi, đúng không? Cái thể loại âm nhạc nó cũng rất là liên quan đến cái tính cách của mình. Đó, thì anh nghĩ rằng là cái sự lựa chọn cũng như là cái đam mê của em nó cũng là một phần tính cách của em. Quỳnh đã đi qua Canada được lâu chưa? Em qua Canada năm nay là năm thứ 3, từ năm 2018. Và em đã đang học hay là em đã tốt nghiệp hay như thế nào? Em vừa tốt nghiệp vào tháng 1 năm nay, hiện tại thì em đang đi làm. Quỳnh, là em quyết định đi du học là có cái nguyên do nào hoặc là có một cái cơ duyên nào hay không em? Thực ra là vì từ nhỏ tới lớn thì em đã rất là thích đi du học rồi. Cho nên là học hết lớp 12 ở Việt Nam thì em quyết tâm là em phải được đi du học. Và cũng cố gắng để lấy được cái bằng tiếng Anh để đi qua đây. Từ lúc mà em quyết định cho đến khi mà em thực hiện được giấc mơ đó là trong khoảng thời gian bao lâu? Em nghĩ là trong vài tháng. Cuối năm lớp 12 thì là em nói với gia đình là em muốn đi du học. Thì gia đình cũng rất là tạo cơ hội cho em trong vòng tầm nửa năm đi. Là em chuẩn bị cho tất cả mọi thứ, thi lấy bằng IELTS, rồi apply visa. Đến giữa năm 2018 thì em có visa. Tháng 8 là em qua đây. Ok. Em đã học trường nào và ngành nào? Em có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Em học ngành Business Diploma tại trường Capilano University. Ok, và hình như là em đã tốt nghiệp. Dạ vâng, em tốt nghiệp tháng 1. Trong quá trình ngồi trên ghế của giảng đường á, thì em có gặp những cái khó khăn hay là những cái thuận lợi trong cái quãng đời sinh viên của em? Thực ra là em không có quá nhiều khó khăn khi em ngồi trên ghế nhà trường. Em rất là thích cái môi trường học ở bên này cũng như là ngành mà em hả học. Tại vì á, anh thấy là nhiều cái bạn trẻ đang là du học sinh ở đây á, cái background của họ là họ đã tốt nghiệp một trường đại học ở Việt Nam rồi. Ok, và cái thứ hai nữa là họ có một vài cái kinh nghiệm của họ khi mà họ qua đây. Còn em, hồi nãy em chia sẻ là em mới tốt nghiệp high school và em chọn luôn cái trường và đi du học. Thì cái thiếu cái kinh nghiệm công việc ở Việt Nam nó có làm ảnh hưởng đến cái việc bạc thom của em hoặc là cái việc xin việc ở bên này của em không? Em nghĩ là cũng chỉ một phần thôi. Quan trọng là cái sự tự tin của mình tới đâu và cái đam mê cho công việc của mình tới đâu khi mà mình đi xin một công việc vậy. Em nghĩ cái đó là quan trọng hơn cả kinh nghiệm ngay từ lúc đầu. Theo anh biết thì Quỳnh là em có một cái sao nhỉ? Có một cái kinh nghiệm về làm việc part-time suốt cái thời gian sinh viên của em. Anh muốn nghe câu chuyện đó kỹ hơn chút xíu. Khi mà vừa qua đây khoảng tầm 3 tháng thì sau khi mà em sắp xếp được việc học rồi thì em quyết định là em đi làm. Em cũng apply rất là nhiều công việc khác nhau. Thì lúc đó là vì em không có kinh nghiệm cho nên em apply việc khá là random thôi. Em để công việc cho mình cơ hội chứ mình cũng không thể là tìm được một công việc mà đúng như ý mình. Thì em có một vài cuộc phỏng vấn lúc đầu, đa số thì đều cho em lời từ chối. Thứ nhất là tại vì là thời gian của em lúc đó không fit với họ. Thứ hai là người ta cũng nhìn vào kinh nghiệm của em chưa có nhiều. Duy nhất công việc sales associate ở trong retail thì cuối cùng là cho em cái cơ hội.
Thì em cũng không có ngần ngại gì, em rất là vui để đi làm ngay và luôn. Thì không ngờ là em stick với công việc đấy trong suốt cả 2 năm em đi học. Và em rất là thích cái công việc ở trong retail của em. Cái công việc retail, em có thể nói về một số cái ngành hàng hoặc là cái sản phẩm mà em đã làm gọi là sales associate? Em làm cho công ty Geox Canada là về bán giày dép và các cái loại áo khoác waterproof trong vòng 2 năm. Sau đó thì công việc chính của em là tư vấn, mình giới thiệu sản phẩm tới cho khách hàng. Và em làm trong vòng 2 năm sau thì bởi vì dịch Covid cho nên là cái store của em đóng cửa. Cái em bị laid off luôn. Sau đó thì thông báo luôn là terminate. Vì là người ta cũng không di chuyển mình tới cái location khác được. Thì em nghỉ trong vòng tầm vài tháng, sau đó em lại đi làm lại. Em đi làm trong một cái local clothing store, bán quần áo của người ở đây, local. Em làm từ đó cho tới khi em tốt nghiệp luôn. Có nghĩa là cái công việc part-time của em cũng tương đối thuận lợi đúng không? Dạ vâng. Anh nghĩ là sẽ có nhiều phụ huynh cũng như là các bạn trẻ đó đang nghe cái chia sẻ của em. Thì Quỳnh có một cái tip nào để mà em có thể là maintain được cái gọi là em luôn có một cái công việc bán thời gian trong suốt em học? Thực ra cũng không có bí mật gì ạ. Thứ nhất là phải sắp xếp được việc học ổn thỏa cái đã. Là phải cân bằng được thời gian học, là mình có thời gian để làm bài tập này. Hoàn thành bài đúng thời hạn trước. Cái đó là quan trọng đầu tiên. Sau đó mới sắp xếp ra những cái thời gian trống mà mình có thể đi làm. Thì một tuần thì em cũng làm ít thôi, em chỉ làm 2-3 buổi một tuần. Mỗi buổi thì cũng chỉ 5-8 tiếng. Nhưng mà đều đặn thì nó cũng cho mình một cái, bên cạnh là cái kinh nghiệm chắc chắn rồi, nó cũng cho mình một cái gọi là tài chính, thu nhập thêm đúng không? Dạ vâng. Nó ổn định. Dạ vâng, đúng rồi. Còn về khi mà em tiếp xúc với những cuộc phỏng vấn á, thì cái em lo lắng hoặc là cái challenge, cái thử thách của em lúc đó là cái gì? Em nghĩ challenge lúc đó là tại vì em chưa có nhiều kinh nghiệm. Ở bên này thì người ta thường hỏi về những cái câu behavioral hoặc là situation questions. Thì là mình phải có kinh nghiệm từ trước, mình phải trải nghiệm cái đó rồi. Đúng rồi. Thì mới trả lời được câu hỏi của họ. Thì lúc trước ấy, thì chưa có kinh nghiệm đi làm trong môi trường làm việc, thì em lấy ngay những cái trải nghiệm của mình trong môi trường học tập để trả lời cho luôn những cái câu interview đó. Thì mình làm sao mà mình có thể relate từ những cái kinh nghiệm trong nhà trường mà thành cái đáp án cho cái câu hỏi mà trong cái một cái business như vậy ta? Đa số những câu hỏi mà em đã từng có trong những cuộc interview là về teamwork này, về time management. Thì em thấy là những cái đó mình hoàn toàn có thể lấy từ môi trường học tập ra được. Đúng rồi, kiến thức chuyên môn của mình, đặc biệt là em đang học business. Ngoài cái hoạt động mà đi học nè, đi làm, thì trên trường em có tham gia những cái ngoại khóa gì không? Em thì không tham gia các cái volunteer tại vì là em không có nhiều thời gian ấy. Thì em cũng hơi tiếc về chuyện đó. Nhưng mà đa số là em tham gia workshop của trường. Trường em đặc biệt là có rất là nhiều workshop, và mỗi tuần thì em sẽ tham gia khoảng tầm 1-2 cái workshop ở trường. Anh nghĩ là tham gia những cái hoạt động gọi là chia sẻ về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, cái hình thức mà trường học á, cũng là một cái hoạt động anh nghĩ là nó sẽ rất là có ích cho các bạn sinh viên. Đặc biệt là các bạn muốn ra trường để có một công việc, thậm chí trong bậc thom thôi, người ta cũng đòi hỏi kinh nghiệm rồi. Thì kinh nghiệm các bạn hoàn toàn không có, thì ở đâu mình đáp ứng được cái câu trả lời đó đúng không? Đúng. Thì những cái workshop này sẽ cho các em được nhiều cái trải nghiệm, cũng như là thậm chí những câu hỏi demo như thế để em có thể apply vào những cuộc interview thực tế. Những cuộc mà workshop, seminar này nọ thì thường về chủ đề gì Quỳnh hướng đến? Những cuộc workshop em tham gia thì đa số rất là thực tế. Cái workshop em tham gia nhiều nhất là về communications. Thì trường em sẽ vào tầm thứ năm thứ sáu hàng tuần là sẽ tổ chức một cái workshop cho các cái international student, nói chuyện giao lưu, uống cà phê với nhau, rồi cũng chơi các cái mini game nữa. Là đó là cái cơ hội để em improve cái giao tiếp của mình rất là nhiều. Workshop tiếp theo mà em tham gia là về viết resume. Được chỉ dẫn rất là kỹ lưỡng trong cái việc chuẩn bị một cái resume, làm như thế nào để mà có thể xin được một công việc phù hợp và gọi là gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
Workshop tiếp theo là về job fair. Các công ty ở Canada thì người ta đến và giao lưu với học sinh ở trường. Anh nghĩ là những cái topic mà em chia sẻ đó nó có rất là giá trị luôn đó. Giá trị cho các bạn sinh viên, mà đặc biệt là những bạn mà anh chia sẻ là anh có cơ hội nói chuyện á. Các bạn sao nhờ? Thấy em học rất là chán, em ít có hoạt động, chỉ đi học bên trường rồi về đi làm này nọ. Rồi khi mà em xin công việc chính á, thì người ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm hay là kỹ năng, thì em bị thiếu những cái thông tin đó. Thì rõ ràng là nếu mà các bạn chuyên cần chút xíu nè, các bạn đầu tư cho cái tương lai cũng như là cái kinh nghiệm kiến thức của mình, thì những cái workshop hoặc là những cái buổi mà giao lưu với doanh nghiệp hay là được thuyết trình bởi những cái người mà có kỹ năng về các kỹ năng mềm chẳng hạn, thì đó là một cái hoạt động mà anh khuyên là các bạn sinh viên nên tận dụng. Tại vì khi mà các bạn đã tốt nghiệp rồi thì chắc chắn các bạn không phải là sinh viên của trường đó nữa, thì các bạn cũng sẽ không còn cơ hội để học những cái kỹ năng đó. Có thể là lúc đó bạn vẫn nghĩ rằng là nó giống như một cái môn học nào đó ở trên trường trong cái ngày mình học, nhưng mà hoàn toàn khác. Tại vì đó không phải là giảng viên, họ là những người đi làm thực tế, họ chia sẻ cho mình những cái trải nghiệm thực tế, và đó là những cái đáp án mà sau này các bạn nếu mà có đi phỏng vấn á, thì đây là một cái câu trả lời gợi ý. Nên các bạn nhớ nhé, hãy hoạt động năng nổ lên để tham gia nhiều cái offline, những cái buổi gặp mặt này nọ, để có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình, đặc biệt là thời gian các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Mùa Covid này thì anh không biết là Quỳnh có gặp những khó khăn gì không? Đợt đầu dịch thì là có khó khăn, như em đã nói là em đi làm part time, nhưng mà vì dịch cho nên là store của em đóng cửa ấy ạ. Nên là em ở nhà suốt trong mấy tháng đó thì em cảm thấy khá là chán. Còn học tập thì sao? Học tập thì mọi thứ diễn ra online, thì em nghĩ là cũng không có thay đổi gì quá nhiều so với là đi học ở trên trường. Thì anh thấy Quỳnh là có một cái sự gọi là time management của em good, có thể nói như vậy. Tại vì em cân bằng được cái chuyện học nè và cái chuyện đi làm thêm nữa. Trong quá trình học thì anh nghĩ là em thích nhất là những cái môn gì nhỉ? Em thích nhất là những môn về management hoặc là organization, behavior. Những cái môn communication là em rất là thích. Và cái khóa học của em thì nó cover được bao nhiêu phần trăm là những cái môn em thích đó? Gần như là khoảng 80%. Wow, vậy là anh nghĩ là... Có nghĩa là không, nó không phải là môn học đó, nhưng mà tất cả những môn học thì đều áp dụng những cái đó ấy ạ. Là trong bất cứ một cái môn nào thì mình cũng sẽ được học về kỹ năng management này, behavior, communication. Mà nếu mà câu hỏi 80% thì anh thấy rằng là Quỳnh sẽ là một người rất là đang yêu môn học của mình, và chắc chắn là em có một thành tích học tập cũng tốt. Cũng khá ổn ạ. Khá ổn, em có thể chia sẻ được không? Thì em vui nhất là em đã tốt nghiệp được đúng hạn rồi. Ok đó. Thứ hai là em cũng được vào honor list của trường. Vâng, thì em nghĩ là đó là thêm một chút điểm cộng cho em trên cái resume. Và hồi đó thì em có tham gia vào cuộc thi Great Canadian Sales Competitions, thì em đi vào được bán kết. Quá giỏi. Cái cuộc thi mà em đạt được bán kết đó thì cụ thể như thế nào nhỉ? Em có thể chia sẻ một chút xíu không? Em cũng không biết dịch chính xác nghĩa của nó ra tiếng Việt là gì. Nó là sales competitions. Cho học sinh giao lưu với nhau này, thể hiện khả năng về marketing, PR, kiểu PR sản phẩm. Đó là một cuộc thi mà do các trường đại học ở Canada thành lập với nhau và dành cho tất cả sinh viên trên các trường cao đẳng và đại học ở Canada. Thì học sinh sẽ được coaching trực tiếp bởi các công ty của Canada. Người ta sẽ giao cho mình một cái study case. Và mình phải làm một video để giải thích về cái study case đó, cũng như là làm sao để đưa được thương hiệu của các công ty đó đến với người dùng. Như vậy thì anh nghĩ rằng là không chỉ cái môn học mà cái công việc làm part time của em nó contribute cho cái kết quả của cuộc thi rất là nhiều. Chắc chắn. Đúng không? Theo cái scale, cái tổ chức cái cuộc competition đó thì anh nghĩ á, là nó nationwide. Rất là nhiều sinh viên tham dự. Và em lọt vô bán kết. Bán kết là bao nhiêu người nhỉ?
À, cuộc thi năm đó hình như là 5.000 người. 5.000 người. Bán kết là lấy tầm 100 người. Em không nhớ được chính xác con số. Nhưng mà mỗi trường cao đẳng đại học thì sẽ lấy tầm 1 đến 2 người. Okay. Nhưng mà cũng có trường hợp là có những trường người ta năm 2019 đó thì người ta không tham gia. Okay. Thì cơ bản là lấy tầm 100 người trong vòng 5.000 người. Năm 2019. Và em là lọt vào danh sách 100 người. Dạ vâng. Cái lý do nào mà em dừng lại cái cuộc thi đó? Em nghĩ là kỹ năng của mình chưa tới được để mà đi vào chung kết. Và nếu mà em có cơ hội thi lần 2 thì theo em là cái kỹ năng nào em cần improve để mà có thể vào sâu vòng trong hơn? Em nghĩ là em phải improve kiến thức của mình nhiều hơn nữa. Cái đó vừa phải áp dụng cái business của mình vào, thứ hai là phải áp dụng cả cái communication của mình vào rất là nhiều. Và cuộc thi đó thì đa số là người bản địa ở đây. Cho nên là communication của người ta rất là tốt. Và vâng, nó tăng cái tính cạnh tranh. Em nghĩ là lý do tại sao mà em không thể vào nổi chung kết. Chắc chắn rồi ha. Người bản địa thì đầu tiên cái ưu thế của họ là về phần ngoại ngữ đã. Mà cái ngoại ngữ nói thẳng luôn, anh em mình dân sinh viên quốc tế thì nó luôn luôn là đứng sau một chút xíu so với họ. Và nhiều người bị cái khó khăn về cái ngoại ngữ đó, nó làm cho người ta thiếu tự tin luôn đó. Đúng không? Đó, nên anh nghĩ rằng là cái ngoại ngữ cũng rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái những cuộc thi như thế này. Bên cạnh những cái kiến thức chuyên môn cũng như là case study mà em phải hơn thì em gặp rồi thì em mới có câu trả lời tuyệt vời. Còn không thì với cái tuổi đời của bọn em thì giống như là chưa đi làm chính thức thì nó cũng rất là khó. Nhưng mà ok, chúc mừng, well done. Em cảm ơn anh. Đến cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Quỳnh có cái khó khăn hay là những cái thử thách gì mà em có thể muốn chia sẻ cùng mọi người hoặc là muốn hỏi chương trình không? Khó khăn từ bản thân em ấy ạ. Dạ, chắc chắn rồi. Thực ra là cũng không có quá nhiều khó khăn đâu ạ. Lúc đầu mới qua thì kiểu như là những hôm nào mà nhiều bài tập quá rồi mình còn phải đi làm nữa, không có thời gian cho bản thân, ăn uống không điều độ cho lắm thì lúc đó bị stress một chút thôi. Nhưng mà những cái đó nó không có ảnh hưởng tiêu cực gì đến em cả. Mọi thứ rồi nó cũng qua hết đi ạ. Dạ, những cái đó là giống như là những cái đầu tư. Đúng rồi. Những cái hy sinh thời sinh viên của mình. Để bây giờ thì em có một cái job em cũng rất là happy đúng không? Dạ vâng. Đặc biệt là mùa dịch nhưng mà em cũng đã báo cái tin mừng là ok, em đã được nhận và đã có một cái công việc chính thức sau khi tốt nghiệp. Dạ vâng. Ok, chúc mừng em. Em cảm ơn ạ. Nhân cái chương trình ngày hôm nay, Quỳnh có những cái lời khuyên hoặc là chia sẻ nào cho các bạn đang sinh viên đang theo dõi podcast của anh em mình nói chuyện không? Em muốn gửi tới các bạn là khi mà các bạn chọn, các bạn phải luôn tin vào cái quyết định của các bạn. Học được ngành các bạn thích này, trải nghiệm thật là nhiều này, làm những công việc các bạn thích. Thì khi đó các bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của du học sinh này rất là thú vị, rất là ý nghĩa. Các bạn vừa có kiến thức mà cũng vừa có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì anh không biết là để có cái sự nghiệp cũng như là cái con đường học vấn như thế này thì trước đó em đã chuẩn bị cái hồ sơ du học của mình như thế nào? Hoặc là em có thể chia sẻ về cái kế hoạch du học của em trước đó? Tại vì là em đã thích đi du học từ bé rồi, cho nên em mindset được là bây giờ muốn đi du học là phải có kết quả tốt. Nên là trong suốt 12 năm học ở Việt Nam thì em nghĩ là em đã cố gắng hết sức để có một bảng điểm tốt để chuẩn bị cho hồ sơ du học của mình. 12 năm học, nghe từ lớp 1 em đã biết em thích du học. Đúng rồi. Really? Lớp 1 làm sao em có thể nhận thức được? Em không biết luôn á, tại vì cứ coi truyền hình nhiều á, thấy cuộc sống ở nước ngoài á, coi phim nữa. Cái là các... rất là tò mò, rất là muốn đi. Có nghĩa là đã có từ trong máu rồi. Đúng rồi. Là... gia đình em cũng không biết tại sao có thể thích tới như vậy luôn. Nhưng mà anh nghĩ là từ nhỏ thì mình có thể mình thích được. Nhưng để mà cái đó anh gọi là dream đi, giấc mơ đi. Đúng không? Nhưng mà để biến giấc mơ thành cái hiện thực á thì em phải có một cái quá trình, hoặc là sao nhờ cái chuyện du học đối với em nó cũng gia đình rất là support này nọ hay là sao? Đúng ạ. Gia đình em được cái là rất là ủng hộ bất cứ một cái quyết định hay là ý kiến nào của con cái. Cho nên khi em nói với gia đình là em muốn đi du học thì hoàn toàn ba mẹ rất là 100% ủng hộ em. Năm nào thì em chính thức em nói với gia đình về chuyện đó? Năm em học 12. Năm 12. Dạ vâng. Rồi cuối năm lớp 12 là em sang bên này luôn. Đúng rồi, vừa tốt nghiệp xong cái là em qua đây luôn. Em đi diện du học gì nhỉ?
em đi theo diện CS, nó giống như cái SDS bây giờ. Nhưng mà cái đó anh cũng đã đi CS, nên cái quy trình của nó rất là nhanh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thì em đã chuẩn bị điểm IELTS như thế nào để mà có thể em nộp liền được? Em đủ điểm theo diện đó là em nộp hồ sơ luôn. Thế thì em nộp hồ sơ cũng đâu được tháng, hai tháng là trường cho thư mời. Thế là hoàn thành tất cả các cái thủ tục khác, hay là xong là có visa là đi luôn. Lúc đó là giấc mơ đã đến thành sự thật rồi. Lúc đầu mà những ngày đầu em qua bên này thì em có bỡ ngỡ hay là đúng như những gì em đã nhìn thấy trên phim ảnh trước đó chưa? Cuộc sống bên này cũng không thể là 100% là giống như trên phim ảnh được. Khi mình trải nghiệm thực tế thì chắc chắn là nó sẽ khác. Nhưng mà em rất là hứng thú. Có nghĩa là nó thêm một cái mảnh lạ nữa. Đúng rồi. Đúng không? Có thể là phim ảnh là nó kịch bản nó như phim thế. Phim thì nó quá đẹp. Nó quá đẹp. Bên này thì ngoài thì mình mới trải nghiệm được là bây giờ mình không có gia đình các thứ, mỗi mình ở đây. Thì nó hoàn toàn khác trên phim ảnh. Nói chung là nó không phải màu hồng như trên phim ảnh. Vậy cái em có thể chia sẻ một chút nào đó màu đen trong cái lúc mà em sống bên này? Vâng, chắc là lúc em vừa mới qua, vừa mới đặt chân qua đây thôi. Thì trước thì gia đình cũng có hợp đồng với một người giám hộ để mà giúp đỡ em khi mà em vừa qua đây. Là lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười bảy tuổi. Vâng, là vì chưa đủ tuổi cho nên là phải có người giám hộ ấy. Nhưng mà người ta xong hợp đồng các thứ rồi thì mình vừa qua đây cái người ta bỏ bê mình luôn. Là người ta không có gặp mình hay là không có liên lạc hay là hỏi mình lúc đầu ấy. Cho nên là dường như là tất cả mọi thứ là em tự làm lúc em mới qua. Em tự đi taxi từ sân bay về nhà, xong rồi mấy thủ tục ngân hàng các thứ em tự làm hết. Nhưng mà lúc đó thì em đã thuê nhà trọ để em sống riêng. Đúng rồi. Và cái dịch vụ mà người giám hộ đó là em tìm gia đình em tìm riêng hay là qua các agent, các công ty? Qua agent ạ. Qua agent mà bị như vậy. Dạ vâng, agent người ta cũng không có expect được. Họ không có tiên đoán được đúng không? Thực ra là đây là một cái câu chuyện nhỏ thôi, một cái gọi là một cái sự cố nhỏ đúng không? Trong hàng trăm cái sự cố khác mà các bạn sinh viên, du học sinh sống xa nhà, các bạn đã phải trải nghiệm. Nên mình khuyên các bạn là khi chọn các cái dịch vụ liên quan tới du học, di trú này nọ, thì mình cũng cần phải xem xét công ty uy tín được recommend bởi những người thân hoặc là bạn bè mình dịch vụ. Thì đó là cái mà để mình giảm cái rủi ro mà mình bị đem con bỏ chợ giữa đường. Đúng không? Có thể nói như vậy. Anh không biết là tháng mấy thì em qua bên này nhỉ? Lúc đó là tháng mấy? Tháng 8, giữa tháng 8 này qua đây. Tháng 8 thì có thể trời đẹp nên em không bị stress nhiều. Chứ mà lỡ mà em qua trúng mùa đông thì rõ ràng là anh nghĩ rằng là em sẽ bị những cái vấn đề, nghĩa là đau đầu, nhức đầu hơn đó. Ok. Trong quá trình đi học thì em chia sẻ là em đã làm rất là nhiều công việc part time. Thì cái lý thuyết nào hay là cái secret nào mà em nghĩ rằng là nó giúp em có được cái công việc mà nó smoothly như vậy? Em nghĩ là tinh thần mình phải chuẩn bị. Mình muốn đi làm thì lúc đó mình mới sẵn sàng mình đi làm được. Đi vào công việc rồi thì mình cố gắng học hỏi từ những người xung quanh. Thì như thế thì mình sẽ, cái quá trình làm việc của mình sẽ trở nên smooth. Chắc chắn là ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền rồi, nên cái tinh thần thì sẽ rất là xông pha và rất là gọi là háo hức để có một công việc. Nhưng mà có nhiều bạn đã bị loại ngay từ cái vòng gửi hồ sơ. Thì theo em là cái resume hoặc là cái kỹ năng hay những cái gì mà em cảm thấy rằng là một cái công việc dù là part time nhưng mà người ta phải yêu cầu ở bên này với kinh nghiệm làm công việc bạch tham nhiều của em? Nói về kỹ năng thì ngay lúc đầu thì mình cũng không thể đánh giá được, tại vì như bản thân em là lúc đầu chưa có kinh nghiệm gì, cho nên là em quan trọng hơn ở cái resume. Mình làm cho mình một cái resume nó đẹp thì sẽ bắt mắt người tuyển dụng hơn. Lúc đầu qua thì em xin việc hơi khó là tại vì em mang cái resume của em ở Việt Nam qua đây. Cái resume ở Việt Nam thì nó hoàn toàn khác. Đúng rồi, ví dụ như là resume Việt Nam thì mình phải bỏ hình ảnh, rồi mình phải bỏ ngày sinh và thậm chí là mình bỏ giới tính của mình lên đấy. Đúng rồi. Thì cái đó là cái mà khá là nhạy cảm ở bên này. Tốt nhất là không có những phần đó. Đúng rồi. Lúc đầu thì em dùng cái resume như thế là mọi công việc bị từ chối hết luôn. Em nghĩ là vì resume của em không đúng. Với hơn nữa là một phần nữa là anh nghĩ lúc đó là em ở Việt Nam em chỉ là sinh học sinh thôi, thì cái resume của em nó cũng chỉ là giống như sơ yếu lý lịch. Nó không có những cái kinh nghiệm khác.
đúng không? Đúng rồi. Thì cái resume ở bên này đa số là sinh viên, bên này sẽ được trường hướng dẫn cho cách để mà làm sao organize một cái resume đúng nghĩa. Resume thường gọi là CV ở Việt Nam đó mọi người. Nó có những cái format của nó, nó có những cái chuẩn mực như em nói là về ngày tháng năm sinh nè, giới tính nè, hay là hình ảnh mình không nên xuất hiện trên resume. Ngoài ra thì nó cũng sẽ cho mình những cái thông tin standard, thông tin gọi là chuẩn mực á, để mình show ở trên đó, đúng không? Thì cái này là rất là nhiều các bạn du học sinh cũng như là các bạn thậm chí là người đi làm đã có cái kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam rồi, họ cũng thường bị lỗi. Hồi trước anh làm cái resume, tại vì bọn anh là làm trong ngành creative, ngành về quảng cáo, event. Cái resume của mình nói thẳng luôn, nó giống cái portfolio luôn á. Nghĩa là mình mix and match everything ở trong đó. Các dự án mình từng làm, hình ảnh hay này nọ, nhưng mà qua bên này no, phải separate ra, đúng không? Là phần thông tin, còn phần kinh nghiệm thì mình sẽ nên có một cái file khác. Đó. Còn nếu mà em làm một cái là em sẽ bị loại ngay, loại ngay ngay từ cái phần đó. Còn theo kinh nghiệm của em thì làm sao em có một cái resume đẹp? Em cái ý tưởng ở đâu hoặc là cái kiến thức ở đâu? Cái việc được hướng dẫn làm resume là điều từ trường của em. Cũng như là em cũng lên mạng xem những cái sample trước. Thì em nghĩ là một cái resume mà đẹp ở bên này, thứ nhất là nó phải rõ ràng cái bố cục, đi vào chi tiết. Vâng, đi từ skill cho đến experience, education. Em nghĩ là càng ý càng đơn giản, ý càng xúc tích thì càng dễ cho mình. Thay vì là đem hình ảnh vào này, rồi màu sắc, mình có tiêu đề và mình có phần giải thích cho những tiêu đề của mình. Thì em nghĩ đó là một cái resume đẹp ở Canada. Và cũng theo từng ngành nghề nữa ha. Đúng rồi. Mình cũng có thể thêm mắm, thêm muối một chút xíu cho nó phù hợp, nhưng mà không có được loè loẹt. Đúng rồi. Và không được những thông tin vụn vặt. Càng đơn giản, càng xúc tích càng tốt. Anh nghĩ đó cũng là một cái kỹ năng mà tất cả những bạn sinh viên, tại vì chắc chắn sinh viên phải tốt nghiệp, tốt nghiệp ra trường thì đi làm, nên lúc nào cái resume nó cũng rất là quan trọng. Công việc mới của em hiện tại, đó có phải là công việc em mơ ước không? Dạ vâng ạ, nó là một trong những kế hoạch của em từ khi em ở trong trường rồi. Nghĩa là anh thấy em chia sẻ là em thường có một cái lộ trình và có kế hoạch. Đúng rồi. Em là người cũng chắc cũng sẽ rất là organized và có rất là well planned này nọ, đúng không? Cho cái đường của mình. Dạ vâng, em hơi kỹ tính chút đó. Kỹ tính hả? Có khó tính không? Không, em muốn mọi thứ nó cứ phải hoàn hảo. Dạ, chắc chắn rồi. Mình cũng luôn luôn muốn mọi thứ nó sẽ đi theo những cái gì mà mình đã lập trước đó và nó có một kết quả tốt nhất. Đúng rồi. Dạ, em có thể giới thiệu một chút xíu về cái công việc hiện tại của em? Hiện tại thì em đang làm full-time insurance advisor cho British Columbia Automobile Association. Mọi người thường biết là BCAA Canada. Dạ, là một cái agent về công ty bảo hiểm. Dạ vâng. Thì em cũng mới đi làm được hơn tháng. Hiện tại thì em vẫn đang trong quá trình training. Training, dạ. Yeah. Thì phần training đó thì em đã làm việc trực tiếp với khách hàng chưa? Dạ rồi ạ. Một tuần đầu tiên thì là em phải thi một cái thi để lấy giấy phép làm việc. Sau kỳ thi đó thì em bắt đầu được nói chuyện với khách hàng. Thì so far là em đã tiếp xúc trực tiếp với khách hàng rồi ạ. Và cái khách hàng full time thực tế như thế này, nó khác với những cái gì mà công việc hồi xưa part time em làm? Thực ra về khách hàng ấy thì nó không quá khác. Cái khác là cái kiến thức trong công việc thôi. Ngày xưa thì em đi làm retail thì nó đơn giản hơn nhiều. Còn bây giờ insurance thì mình phải nhớ rất là nhiều thứ. Mỗi ngày mình phải học thêm một thứ. Công ty thì liên tục training. Đó là cái khó hơn. Thì đây là lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên, anh nghĩ rằng là đây là cái job chính thức đầu tiên em làm full time. Và em sẽ được hưởng hết tất cả các quyền lợi cũng như experience về mọi thứ, khách hàng, những cái resource của công ty, thậm chí là luôn cái culture của một công ty Canada. Em có ấn tượng hoặc là em có cái gì chia sẻ về cái văn hóa công ty hay là một công ty Canada nó như thế nào không? Công ty của em thì lần đầu tiên em làm office, cho nên là mọi thứ rất là mới với em. Mà coworker của mình ấy, đồng nghiệp thì gọi là đến từ rất là nhiều nước khác nhau. Cái em rất là thích culture của công ty của em. Mọi người rất là connect với nhau, rất là tốt ấy.
Và mình là người mới, em ít kinh nghiệm. Em nghĩ em vào đó là một trong những người ít kinh nghiệm nhất. Các anh chị xung quanh toàn là rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi, nhưng mà mọi người rất là open luôn, rất là giúp đỡ em. Anh nghĩ là đó là cái môi trường đa số ở Canada. Canada của mình thật, cái đặc sản của mình là diversity. Đấy. Nên khi mà mình vào một công ty, mà đặc biệt công ty mang tính gọi là mở rộng rồi đa dạng như thế này, thì mình sẽ gặp được nhiều cái đồng nghiệp trên nhiều nước khác nhau. Thì cái mình sẽ học được những cái tính đa dạng nè, cũng như là nhưng mà nó cũng sẽ có những cái thử thách đấy. Nhớ có những cái thử thách giống như là em thấy là một cái công ty, cái tổ chức nó quy mô quá, nó rất là nhiều thứ quá, thì em có bị gọi là cảm giác là mình overwhelm mình... Lúc vào cũng thấy hơi ngợp một chút chị ạ. Ngợp tại đúng vì không? Là cái scale của nó rất là lớn. Đúng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em cũng phải tập dần để đáp ứng thôi ạ. Dạ. Ok. Anh nghĩ rằng là công việc cũng mới 1-2 tháng thôi. Dạ vâng. Thì thử thách cũng như là cơ hội còn phía trước. Mình phải cố gắng nhiều để mà mình có thể là đáp ứng được cái nguyện vọng cá nhân, cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu của công ty đề ra. Chúc em mọi thứ nó sẽ tốt đẹp và sẽ gặt hái được nhiều cái thành công cho một công việc mới. Em cảm ơn anh. Yeah. Dạ vâng. Ok, và mỗi khách mời của chúng ta trong cái series podcast Coffee and Gossip á, là đến giống như là một, được xem như là một cái đại sứ ở Vancouver, đại sứ du lịch nha. Thì nếu có một cái người bạn mới đến Vancouver hoặc là một cái thành phố nào đó ở Canada, thì em có cái điểm giới thiệu nào cho họ không khi lần đầu tiên đặt chân đến đây? Nếu mà em có một người bạn đặt chân tới Canada thì chắc chắn là em sẽ gợi ý bạn đến Vancouver đầu tiên. Nhưng mà khi mà đến Vancouver rồi mà để giới thiệu một địa điểm duy nhất thì hơi khó, tại vì nơi nào cũng rất là thú vị hết. Và nếu như mà bạn thích một cái nơi nào mà tấp nập này, với nhiều tòa nhà cao tầng, thì có thể đến với downtown Vancouver. Nếu như bạn thích cái lối sống sôi động này, nhiều thích giải trí. Còn nếu như mà bạn thích những cái outdoor activity, kiểu hoạt động ngoài trời, thì sẽ có thể đến các cái công viên ở Vancouver, đi trượt tuyết ở núi Whistler. Và đặc biệt là Vancouver là cái sự hội tụ của rất là nhiều nền ẩm thực từ nhiều nước khác nhau. Các bạn có thể ghé thăm Chinatown hoặc là cái Koreatown ở Coquitlam, Vancouver. Anh nghĩ Chinatown and Koreatown là hai cái điểm mà cũng rất là thú vị đúng không? Dạ. Nếu mà bạn là một foodie, bạn là người thích ẩm thực ăn uống châu Á. Ok, cảm ơn Quỳnh. Và giống như là một cái hoạt động trong cái podcast của chúng ta, đây là cái phần Quỳnh sẽ trả lời 5 câu hỏi Q&A, chỉ yes no question thôi nha. Ok, và em ready chưa? Dạ vâng. Ok, câu hỏi thứ nhất, kiếm tiền trong lúc còn sinh viên có phải là trách nhiệm của em không? Có. Ok, Quỳnh có quan tâm vào các hoạt động cộng đồng không? Không ạ. Không, ok. Bạn đã bao giờ bị cho leo cây chưa? Rồi ạ. Em đã bao giờ đổ lỗi cho người khác về cái điều gì đó là lỗi của mình không? Không. Và câu cuối cùng là Queenie có nghĩ là tự thú là một cách để củng cố cái mối quan hệ trong tình yêu? Có. Ok, cảm ơn em. Và sẽ không có ai mà đánh giá em về câu trả lời cả. Đó là để chúng ta hiểu được là thông qua những cái bảng như thế này, thì để tất cả khán giả của chúng ta có thể hiểu thêm về các bạn trẻ đang sống tại Canada. Ok, cảm ơn em trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Và rất mong có cơ hội để gặp Quỳnh lần tiếp theo. Bắt tay cả nha. Em cảm ơn anh ạ.